Vậy là xe đạp Chevrolet mã là AK Pro phiên bản mới nhất bên em đã về hàng và có hai sự thay đổi. Đầu tiên đấy là về vành. Vành thì hiện tại nó làm vành cao 4 cm so với 2 cm như trước. Điều này thì làm khối lượng của xe nó tăng đến 500 gram thôi. Ngày trước là có 12,1 cân, bây giờ thành là 12,6 cân. Và cái vành này thì trong cái xe nó sẽ hầm hố hơn. Tuy nhiên, với quan điểm cá nhân của em thì hãng làm cái vành này khá là dày, gọi là quá dày. Tại vì sao? Khi làm vành dày như này thì cái đề can của che vào ở đây nó sẽ phải in to, vì in nhỏ nó cũng sẽ xấu. In to như này thì vô hình chung các bác nhìn một mặt từ bên này qua bên này thì cả cái xe che vào nó sẽ có đến 5 cái tem cơ. Tem khung này, hai cái tem vành, phía sau hai tem vành tổng là 5, nó khá là rối mắt. Và một cái thứ hai nữa là khi nó vành nó dày như này thì tổng cái chiều dày của từ chỗ này đến chỗ này cả lốp ấy thì nó sẽ là 7,5 phân. Nó to hơn quá nhiều so với cái khung này. Ngày trước ấy thì tổng độ dày nó sẽ là 5,5 phân, bằng cái chỗ này cũng 5,5 phân. Thì trông nó mảnh mảnh, nó thanh thoát cái xe. Theo em nếu mà làm dày để cho nó trông nó khỏe hơn một tí thì nên làm vành khoảng 3 cm là đẹp nhất. Lúc đấy tổng chiều dày của cái lốp và cái vành này nó sẽ là 6,5 phân. Nó to hơn cái kia một tí và nó đáp ứng được cái yêu cầu kiểu em ấy. Gọi là yêu cầu em nó hơi khó tính tí. Đấy là trông nó vừa thanh thoát và nó vừa hầm hố. Đấy là tầm 3 phân là đẹp nhất. Và một sự thay đổi thứ hai là đến từ BB nhé. Không không nhiều bác cho để ý đến thông số này. Đây, bây giờ nó không lắp của BB của MT501 của Shimano nữa mà nó lắp sang của Scenic. Nói chung là cái BB này thì thay đổi này thì em cũng không cho nó là một cái gì nó quá lớn đó. Vì là thực ra cái BB của Trục Rỗng thì chả bao giờ hỏng cả. Mặc dù cái này thì thực tế ra thì nó không được đắt như kiểu thằng BB của MT501 thôi. Rồi sau đây thì mới có phần đánh giá chi tiết nhé, để xem là cấu hình của em nó thì thực sự là nó vẫn rất là tốt trong cái tầm giá nó bán ra. Phải thực sự nó là vẫn là top 1 luôn đấy. Về khung sườn càng phuộc, xe sở hữu khung hợp kim nhôm không mối hàn và dây diêm khung 100%. Đề can thương hiệu thì rất là nổi bật đây rồi. Mã hủy em nó là AK Pro, nó ghi ở đây. Size số ghi ở đây, tem BA, tem chất lượng cao của Nhật thì ở đây. Và đây là tem thị trường Nhật nhá. Và xe này thì nó có hai size, size 46 thì giống ngang sẽ là 53, chuẩn cho chiều cao từ 1m6 đến 1m7 và chiều cao đi được từ 1m55 đến 1m75. Và size 48 như trong video đây thì giống dài của nó sẽ là 55, chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được là từ 1m6 đến 1m8. Và chất nhôm của em xe này thì tất nhiên là nó sẽ là chất nhôm 6061 cao cấp rồi. Chevrolet thì toàn làm nhôm 6061 thôi. Và về càng phục của nó thì như quảng cáo ở nhiều video phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Từ trên xuống như này mướt mượt mượt luôn này. Rất là đẹp, nó thẳng một 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 điểm, không có cái điểm G nào cả, rất là đẹp luôn. Và đây gọi là càng nhôm không mối hàn, làm như càng carbon luôn, tức là hoàn thiện như càng carbon, phải nói là cực kỳ nột luôn. Rất là đẹp. Đánh giá về khung sườn của Chevrolet AK Pro thì không có điểm chê từ cái bản năm ngoái trở lại đây rồi, bởi vì nó đầy đủ lỗ chờ phía trước này, cũng có lỗ chờ để bắt chắn bùn kể cả ngắn dài. Đây, phía sau cũng thế này, có chắn bùn này, có tay bắt chắn bùn này, tay bắt ba ga là bắt đầy cũng được, bắt đầy cũng được, chân ba ga đây và chân chắn bùn dài đây, cực kỳ đầy đủ luôn. Nói chung là khung sườn của Chevrolet AK Pro thì thực sự ở mấy phiên bản gần đây nó đã hoàn hảo rồi, rất là hoàn hảo. Và em nó có 4 màu nhá, cuối video sẽ để danh sách các màu để các bác theo dõi. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một đôi Mayer làm bằng nhôm chính hãng của Shimano, có mã là TX506 và nó chạy Bicon, ưu điểm là bền, dễ sửa chữa bảo dưỡng. Và các bác hãy hình dung là Bicon nó đã bền rồi, và Bicon của Nhật thì thực sự độ bền nó rất là tuyệt vời luôn. Và cái độ chắc xe nó cực kỳ tốt và đi nó cũng nhẹ, chỉ có thua thằng bạc đạn một tí đi thôi, nó chỉ được tầm 97% so với bạc đạn. Và Mayer này nó là Mayer cối thả cao cấp nhé, sử dụng chuẩn của Shimano HG, tí nó sẽ lắp một clip thả. Nan là nan sơn tính điện màu đen, chân nan mạ chống rỉ, vành là vành nhôm hai lớp, năm nay gọi là cực dày luôn, 4 cm. Lốp là lốp của Kenda, đây có in sơn này, rồi có cả dập nổi chữ nữa nhá, đây dập nổi chữ đây. Và lốp này thì có thông số là 732C, tức là đường kính tổng của nó từ đây này xuống đến đất ấy thì nó sẽ là 700 mm, xấp xỉ 700 mm, và độ đồ máy sẽ là 32 mm. Cái lốp này thì em đánh giá nó là chuẩn rồi, chắc là hãng không nên thay đổi đâu. Ngày trước có đợt nó lắp 28 thì trông nó nhỏ, 32 như này nó cân đối hơn. Và van của nó là van hạt gạo nhá. Van này thì ưu điểm là làm cho vành nó cứng thôi, còn nó không phổ biến lắm, thành ra các bác dùng một cái chuyển đầu van hoặc dùng một đầu bơm đa năng là ok. Và đây là cái trục chốt của nó này, nó là trục chốt mở nhanh. Đấy, trục chốt của thằng Shimano nó khá là đặc biệt. Nó to, nó dày hơn cho nên nó chắc chắn hơn những cái trục kiểu Joytech hơn. Nói chung là cái đây nó cũng chắc rồi, nhưng thằng này nó làm là chắc hơn nhá. Về bộ chuyển động, đầu tiên là một đôi bê đan có trục cốt thép chạy bi côn,
Ưu điểm của Bico thì các bác biết rồi, bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng. Tuy nhiên cái vỏ của nó phía trong bằng nhựa, phía ngoài bằng thép, thành ra độ bền nó không tốt lắm. Dùng tầm 3 đến 4 nghìn cây thôi. Và em cũng chê nhẹ cho Vol như này, tại sao hãng không lắp cho một đôi bê-đan full nhôm đi để cho nó cứng cáp hơn và độ bền nó sẽ tăng lên tầm 15 đến 20 nghìn cây, mà cái giá thành của nó cũng chỉ tăng tầm 15 đến 20 nghìn Việt Nam đồng thôi, tức là rơi vào tầm 3 đến 4 tệ thôi, không phải tăng quá nhiều. Còn đối với bê-đan này thì các bác nên lên bê-đan bạc đạn luôn cho nó trớn và nó thực sự là cho trải nghiệm nó tốt hơn hẳn luôn. Còn nếu mà nó bê-đan full nhôm Bico thì cũng không cần thiết phải nâng, nhưng mà cái này thì nó thực sự là nên nâng. Bộ đùi này là đùi của Sora nhé, đùi rất là đắt luôn, đùi của bên dòng rốt ấy. Cái này là gọi là đắt nhất của cái bộ group set của bên Sora luôn, rơi vào tầm 2 triệu mấy ấy, nhập buôn vào đã tầm 1 triệu 8 triệu 9 rồi. Cái bộ đùi Sora chất lượng cực kỳ cao luôn và thông số là 3450T, 2 tầng, rất là ngon. Và BB như em nói từ đầu thì là BB vạn, tuy nhiên năm nay nó thể lắp của Scenic này. Cái này thì gần như cũng 1910 của Shimano thôi, bởi vì thực ra nó cũng chả hỏng bao giờ. BB của trục rỗng thì thực sự rất là ít hỏng. Cái bộ gạt trước này của Sora đồng bộ luôn nhá, vẫn như thế. Và xích của nó vẫn là như thế, xích FFC, bảo dưỡng tốt thì dùng tầm 6 đến 7 nghìn cây thoải mái luôn. Đây là cái củ sau cũng Sora. Và líp là líp của Shimano HG201, thông số là 11-34T. Đây gọi là líp mạ trắng nhá, líp này nó sẽ đắt hơn cái líp HG200 khoảng tầm 20%. Hôm em search đâu đấy là giá buôn nó vào tầm 300 mấy ấy. Và đây là 9 tầng, 2 x 9 thì cực kỳ thoải mái luôn rồi. Tên này là đôi tay đề của Sora. Cái đôi tay đề này cũng đắt này. Thực ra ở các món của Sora là đắt nhất là hai cái này. Hai thằng này nó đắt hơn gần như phải gấp khoảng 2,5 lần so với cái bộ group set của bên thằng MTB ấy. Cái đùi này thì nó đắt hơn hẳn luôn. Còn cái món gạt đấy thì nó xem nhau, củ sau nó xem nhau. Và cái clip thì nó rẻ hơn. Bởi vì thực ra cái clip ấy, bản chất là cái số răng càng nhỏ ấy, càng ít ấy, thì nó sẽ càng rẻ. Kiểu thế. Cho nên mấy cái clip mà các bác hình dung cứ tầm 11-50T hoặc là 10-50T rất là đắt. Còn đây là cái tay của Sora này. Tay Sora thì cực kỳ mượt mà luôn. Và chuyển số nhanh. Bộ group của bên Sora ấy chuyển số nhanh hơn bên MTB khoảng tầm 15% nhá. Nó lắp đúng chuẩn của CityBike mà thiên hướng tốc độ luôn. Về phanh, xe trang bị hệ thống phanh đĩa dầu và cùng phanh sử dụng là của Shimano, mã là MT200 của Nhật. Trên thì nó ghi là Shimano này, mã hiệu thì nó ghi ở đây. Còn phía dưới lên thì sẽ dập nổi chữ nhá. Cái này là sản xuất tại Malaysia. Hầu hết tất cả là của Shimano MT200 thì em chưa thấy cái mã nào mà sản xuất ngoài Malaysia cả. Đây là cái phanh gọi là phanh dầu bóp 3 ngón như trang chủ Shimano công bố nhé. Loại cao cấp hơn thì gọi là phanh 2 ngón, thì nó là những loại phanh thực sự rất là đắt, là phanh 4 piston. Loại này là 2 piston. Lực phanh thì rất là nhẹ luôn và độ bền thì gần như là cực kỳ tốt. Nói chung là đồ Shimano thì khẳng định là cực kỳ bền. Cái củ heo phía dưới này cũng không bao giờ rò dầu, bán rất là nhiều rồi. Hai cái mã này thì độ bền tầm 20.000 cây luôn. Các bác đi xong chán chê mê mỏi xong bắt đầu mới phải thay. Và cái cụm này nó chỉ rơi vào tầm 80 đến 100 ngàn thôi. Và đĩa phanh của nó là đĩa của hãng Hilux, thì nói vui là không biết là của thằng nào nhưng mà làm cái đĩa thì rất là đẹp, trông rất là nhìn trông rất là nghệ luôn. Đây phía sau cũng thế này, đồng bộ và đẹp. Về hệ thống lái, xe trang bị ghi đông làm bằng nhôm chính hãng của Chevrolet và có độ rộng là 65 cm, thiết kế thì hơi bo cong nhẹ thôi. Cái này thì giúp giữ cái dáng xe rất là thể thao, tuy nhiên thì cảm giác lái của nó sẽ không thoải mái bằng cái thằng bo nhiều nhá. Thằng bo càng nhiều thì lái càng thoải mái, tuy nhiên ấy, thì nó lại trông lại càng xấu hơn. Nói chung là cái này là đánh đổi thôi. Cái trước được trang bị một miếng phản quang này, đi đêm an toàn hơn. Tay nắm của nó thì chất cao su cực kỳ ok, có đai nhôm chống xe phía trong, cái này là dùng được. Tuy nhiên thì nó không có gờ chống mỏi, thành ra các bác đi lâu thì thực sự là nên nâng cấp cái loại mà có cái gờ chống mỏi, rơi vào tầm 100 đến 200 ngàn thôi. Cái pô tăng của Chevrolet làm vách lên như này, từ bản trước đến bản này thì lắp này là chuẩn rồi. Trông thì xe nó sẽ không đẹp bằng cái thằng nó thẳng ngang như này thôi, nhưng mà lái thì nó sẽ thoải mái hơn. Cái bộ pô tăng của Nepco này, của Đài Loan luôn, trông rất là nuột. Về cọc yên ngồi, nó là cọc yên nhôm đúc của Chevrolet, sử dụng hai vít dưới lên nhé, rất là dễ chỉnh góc. Form yên thì rất là đẹp, chất da tốt và độ dày tốt, tuy nhiên không có đánh giữa là một điểm trừ nho nhỏ. Còn về cái khóa cọc yên, nó là khóa dùng vít lục 5 mm, cái này không có khóa mở nhanh. Các bác muốn độ thì mua loại là 31.8 nhé. Tuy nhiên nếu mà nhà nhiều người thì mình mới nên độ thôi, chứ còn nếu mà bình thường để như này nó sẽ đẹp hơn cái loại bật ra bật vào. Cuối cùng là về bảo hành. Bên em bảo hành khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm, chỉ trừ xăm lốp và bê đan thì bên em không bảo hành thôi. Và đặc biệt chính sách bảo hành này thì có sự hỗ trợ từ hãng nhé, tức là lỗi khung sườn càng phục thì hãng sẽ cấp mới luôn cái khác. Còn nếu mà lỗi các phụ tùng phụ kiện thì gần như là hãng cũng sẽ cung cấp đồ cho bên em về tự thay cho khách, hoặc là gửi ship code tận nhà cho khách thì khách tự thay nếu mà ở xa. Và bên em thì tất nhiên là có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Và quà tặng đi kèm sẽ có này, gọng nước, bình nước,
khóa số và cái chắn bùn ngắn ở đây nhé. Ngoài ra thì có tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Và riêng em che bao AK Pro này thì có rất là nhiều bác thích lắp cả 3K và chắn bùn dài. Thì bên em cũng có bán luôn cả combo bộ đấy, nếu mà các bác lắp tại cửa hàng thì chỉ tầm 400.000 thôi. Còn nếu các bác mua về thì bên em sẽ tính một cái giá lại còn tốt hơn một tí nữa thôi. Thực ra là vì là giá hỗ trợ rồi cho nên là chỉ rẻ hơn chắc là một xíu nữa. Rồi cảm ơn các bác xem hết video và cuối video em sẽ để danh sách các màu. Các bác theo dõi thêm nhé. Chào các bác.